Xin mời bạn ngồi. Chào Susu, chào Vĩnh Viên. Mình tên là Phúc Thái. Hiện tại công việc là nhân viên tự do thôi. Giới tính là top. Giới tính khẳng định top. Giới tính vậy là sao giống Susu? Susu cũng top. Susu top luôn. Tóc dài. Tóc dài. Cái gì vậy thôi chứ mình là anh gái, mình là anh gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đó là hỏi xoay đáp xoay. Là hỏi xong phải trả lời liền đúng không? Hỏi xoay đáp xoay mà. Rồi câu đầu tiên, vì sao gay thường thích trai gặt hay bị thu hút bởi trai thẳng? Vì sao? Tại vì nó đàn ông hơn, mềm hơn, nhìn nó ngon hơn. Bi cũng nghĩ vậy á, tại vì mình sẽ không thích không thể nào đụng chị em được. Một bà dễ lầm lắm. Một bà đáng giày. Thấy bạn giày là hai bạn giày luôn. Đúng rồi. Không thể nào được, một bạn giày nè. Là phải thấy là đàn ông trai gặt luôn rồi. Cái sự nam tính. Tráng sĩ đúng không? Mạnh mẽ tráng sĩ. Mấy cái cùi cùi nó ngon, thu hút liền. Mình thích một bạn trai thẳng sẽ an toàn hơn là mình thích một bạn không thẳng lắm. Là giống như có những người mà mình bẻ thẳng thành công. Quen mình xong rồi rất là lâu, rất là bền. Nhưng bền hơn là... Nhưng mà cái xác suất thành công rất là khó. Cái đó tùy vào khả năng và đúng năng rồi. Lực mình chứ. Tùy vào kỹ năng. Ừ, kỹ năng của Susu thì có. Trời, kỹ năng của Susu là cực kỳ tốt luôn. Susu có dạy lớp bẻ trai thẳng thành công. Mọi người có thể inbox vào Zalo và Facebook của Susu. Bông hay cộng? Vậy. Bông hay cộng? Bông hay cộng? Bông hay cộng là gì? Không biết luôn á. Rồi sao nè, là có câu hỏi của mình là như thế tức nào? Tức là hỏi giới tính nè, là bông hay là cộng? Trời ơi, bông hay trái là trái hay bóng rồi đó. Thì đó bông. Bông hay trái? Bông là bóng. Dạ, em là cái bông. Bông hết đúng không? Hai bên đều bông. Cái bông mới ngồi đây. Không có cái bông tao ngồi hết đâu. Câu thứ ba nha. Có bao giờ mà một phút nào đó mà có cảm thấy mà rạo rực trước vẻ đẹp của bánh bèo không? Cái chữ rạo rực nó bao gồm nghĩa gì? Giống như là mình hưng phấn mà cảm giác là muốn chiếm hữu. Cái này khó à? Không nha, cái không. Này chắc là không. Chắc là không. Thí dụ thấy một người con gái đẹp thích có. Đúng rồi. Thí dụ thấy thích tôi thích vẻ đẹp đó. Đúng rồi. Tôi thích nét đẹp đó là thích thì có. Nhưng còn rạo rực mà muốn là chiếm hữu, muốn mà lên giường muốn mà ăn nằm thì không. Trời ơi, thấy một thằng trai đẹp trai ơi đẹp trai mà nó lên giường nó lột đồ ra với mình, cảm giác của Bin như thế nào? Ôi kỳ lắm, ghê lắm luôn á. Ôi nghĩ đến cái choáng váng liền. Ví dụ như có một vài trường hợp giống như là ta có thể lấy vợ á, thì những trường hợp đó không, cái đó là một cái cố gắng. Bin nghĩ là một sự cố gắng rồi. Và những cái bạn mà lấy vợ đó thường là những cái bạn mà một là bạn đã vượt qua được cái định kiến của bản thân, hai là bạn đó đang ẩn mình. Gồng chắc mệt đúng không? Gồng đúng rồi đó, phải gồng á. Kiểu vậy. Ví dụ mà đây là bên phía mà của Bin. Còn nếu bên phía Susu, nếu mà chuyển giới mà đồng tính nữa thì là có nha. Susu có. Đúng rồi. Susu luôn đây. Như vậy và yêu một người con gái. Đúng rồi. Đúng không? Vẫn lấy nhau với cương vị là chồng nhưng mà thật sự trong mối quan hệ của bạn là hai bạn nữ hết. Bạn này rõ ràng là nam, chuyển nữ, yêu nữ, bận đồ, hai bạn diện hai cái áo đầm đôi đi tung tăng ngoài phố vậy đó. Nhưng mà hai bạn đó thì vẫn quan hệ với nhau như nam nữ bình thường. Câu này hay nè. Khá hay. Thường thường ta nói là nhìn mũi á, nhìn cái mũi mình á có thể đoán được size của cậu bé đúng hay sai. Đúng. Cái này tôi không biết luôn á. Đúng. Nhưng mà với điều kiện là mũi tự nhiên nha. Mũi sữa là không có đâu được. Ha. Đúng rồi. Nè, người ta nói á, có nhiều người á chỉ là nhìn cái ngón tay. Đúng rồi. Nhìn cái ngón tay này nè, sẽ đoán được cái kích thước của cậu nhỏ. Là nó tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch? Tỷ lệ thuận. Còn có người đoán mũi. Nhìn mũi đó. Đặc biệt nha, cái này là Susu xác định là có nha. Ngón chân cái nữa. Đúng rồi, ngón chân cái, ngón tay cái và đầu mũi nè. Susu có đã từng trải nghiệm cái vấn đề này. Hồi đó chỉ nghe nói thôi, có bao giờ mình biết đâu. Nhưng mà có vài lần để ý thử, giống như mình chỉ cần vô tình mình để ý thôi. Để tôi coi có phải như lời người ta nói hay không. Thì cái anh trai đó, cái lỗ mũi, cái mũi á rất là to, ở quê mà. Thì thiệt quả trời ơi, hú hồn gì á. Muốn xỉu, to lắm. Mà Susu để ý nha, to ơi là to. Mà vô gặp 3-4 người như vậy rồi là để mấy được 3-4 người rồi. Mũi to xuống hả? Trời ơi. Nín thở. Rồi còn bản thân khách mời nè, thì sao? Bây giờ khoan khách mời. Bin, nhìn lỗ mũi khách mời. Đó. Mũi này có sữa không? Phải hỏi trước. Tự nhiên. Tự nhiên. Mũi tự nhiên hả? To mà.
Mũi tự nhiên nhìn cánh to chứ bộ. Cánh to mà cái chớp mũi, đầu mũi cũng to nữa. Ngón vậy tay cũng dài. Vậy là to. Cho một coi ngón tay coi. Đó, trời ơi. Cái ngón tay cái mà bằng bằng luôn cả cái ngón tay chỏ của tôi luôn á. Cái ngón tay cái thôi là bằng bằng nguyên bàn tay luôn rồi. Cái chiếc xương xương là đủ xài thôi. Nếu người yêu của bạn là một người đã có gia đình thì bạn sẽ làm gì? Thứ nhất là chấm dứt. Thứ hai là quyết tâm bẻ cong luôn. Đây là bên chấm dứt rồi đó. Su Su đã từng quen một người có gia đình, từng yêu một người nhưng mà lúc đó là chưa cưới, chưa cưới gì hết á, mà lúc đó là cái anh trai đó đó là cũng chưa có lấy vợ luôn, chưa có quen người con gái đó luôn, và anh trai đó quen Su Su trước. Su Su đi về quê bạn Su Su chơi thì thằng em trai của ảnh là người trai rặt thì có tình cảm với Su Su, hai đứa tìm hiểu là hai đứa quen luôn. Và sau một thời gian mất liên lạc thì anh trai đó lấy vợ. Và sau đó Su Su lại có dịp về quê nó tiếp và gặp lại anh đó với vợ nó luôn. Thì anh đó lại chủ động muốn quen lại với Su Su đó. Thì giống như câu chuyện này luôn nè. Sao éo le quá vậy? Sao cách giải quyết của Su? Cách giải quyết của Su Su là Su Su đã nói chuyện, đã hỏi. Nhưng mà ban đầu á, tới thời điểm đó không biết nói gì luôn. Trong thời điểm đó mình không biết mình phải nói gì luôn. Nhưng mà vẫn còn rung động. Còn chứ, một người mình đã từng yêu mà không vì một lý do gì hết mà chia tay, chỉ đơn giản là mất liên lạc. Lúc đó thật sự trong hoàn cảnh đó không biết nói gì luôn. Chỉ biết là không thể thôi. Nhưng mà sau đó, sau khi mà về lại quê Su Su thì mới biết là anh kia đã ly dị chị kia. Khi mà mình về đây một thời gian sau mình nghe tin là hai người chia tay. Và sau đó thì sao? Su với người đó có đến với nhau không? Không, Su với người đó gây lộn. Có nghĩa là gây lộn vì cái chuyện đó đó. Mình nghĩ là sẽ chấm dứt. Đúng rồi. Đúng rồi, bên cũng vậy, bên không có cổ suý như những cái mối quan hệ ngoài luôn. Cảm ơn bạn, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó là phần 3 của chương trình Bí mật Cầu Vồng. Thái có một người bạn, có một người chồng. Ở trong công ty của người chồng bạn á, thì cái người đó cũng vị trí khá là cao. Thì cũng đi đôi là giống như là áp lực công việc này nọ. Thì cũng có hay tâm sự với bạn của Thái. Thì giống như là đi làm áp lực công việc nhiều quá thì cũng hay than mệt. Có một ngày đó, không biết lý do luôn, quát vô người chồng nó một câu là đàn ông cái gì mà đi ngày đi làm suốt ngày kêu ca, mệt thì nghỉ việc đi. Chỉ vì có một lời tổn thương phút chốc thôi. Giống như là lạnh nhạt từ từ. Cái người chồng nó giống dần tạo một cái bức tường ngăn cách giữa hai người. Sau cái sự cố đó nó cũng không còn mà giống như ấm áp hay nồng nhiệt như trước. Nói chung là bạn cũng hối hận. Cái việc mà mình áp lực á, mà mình chia sẻ với lại cái người bạn đời của mình á, là một cái gì đó thiêng liêng á. Không phải là ai cũng có thể, mình cũng phải chia sẻ được. Nhất là đụng chạm đến cái việc đàn ông. Đụng chạm đến hai từ đó nó rất 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 nặng so với bên đang ở vai trò một người đàn ông. Nếu như bây giờ mà người phụ nữ của bên nói trời ơi đàn ông gì mà chỉ có nhiêu đó thôi mà không chấp nhận được, cái hướng là đó là một cú tát thẳng vô mặt bên luôn. Đúng, tới từ chồng. Nhưng mà bên nghĩ là bên sẽ khác với người chồng này ở cái điểm là người chồng này đang lạnh nhạt từ từ. Còn bên thì có thể là bên sẽ chịu đau một cái, bên cắn đứt cái mối quan hệ ngay tại chỗ đó luôn. Cho dù người đối phương có là vợ mình đi chăng nữa. Thật sự có một người chồng mà chịu tâm sự với mình á. Đúng rồi, quý đó là một điều rất quý, rất trân quý. Bản thân Su Su thì rất là sợ nha. Rất là sợ một mối quan hệ mà mình không biết cái gì, đúng rồi, mình không biết cái gì về người đó hết. Đi làm về cũng im, đi học về cũng im. Người đó vui, người đó buồn, gì cũng biết. Không nói gì hết, lúc đó mới đáng sợ. Đúng rồi. Còn chia sẻ càng nhiều thì tình cảm càng sâu nặng. Đặt trường hợp ngược lại đi. Có thể là người vợ này người ta muốn nghe những lời yêu thương. Người ta muốn những cái phút giây bên cạnh nhau là chỉ nói về chuyện hai đứa. Biết là công việc của anh mệt mỏi nhưng mà những giây phút này em muốn anh yêu thương em nhiều hơn, anh cưng chiều em cũng nhiều hơn thể. Mà ngày nào anh cũng đem chuyện công việc anh nói. Nhưng mà cái cách mà bạn cư xử ở đây á là nó sai. Tại vì mình có rất nhiều cái cách khác mình nói. Như vợ bên cũng hay nói với bên là sao anh nói chuyện với em toàn chuyện công việc. Thì đại loại như vậy thì mình bắt đầu mình mới chứ là phải gặp cái cách nói á. Đúng rồi. Cách nói phải làm sao cho đối phương á, người còn lại, người chồng mình á hiểu. Đúng hiểu rồi. Đầy, hiểu đủ cái ý của mình. Có giống những cái sự mình lỡ lời nó không thể nào cứu vãn được. Nếu như mà sau đó kịp thời nha. Tình cảm thì bên nghĩ không phải một sớm một chiều mà đùng một cái mà người này có thể hết yêu liền đâu. Có một trường hợp là con gái nha, đánh bèo luôn á. Gần 40 nhưng mà chưa có gia đình, chơi với một người bạn, bạn thân nha, là gay. Cái người gái đó đôi lúc là có cảm giác giống như là ở bên cạnh người bạn gay á thì rất là hạnh phúc, thoải mái. Giống như là bên cạnh người yêu luôn. Đôi khi giống như là có những lời nói vu vơ bất chợt, sau này tôi sanh cho bạn và đứa con, cảm thấy khó chịu, buồn lòng, tủi thân. Khi mà cái người bạn gay đó là vui vẻ và lại bên người yêu của bạn đó, tự hỏi là cái thứ tình cảm đó là
cái người con gái đó dành cho bạn đó là gì, dù vẫn biết bạn đó là gay. Có những người người ta rất là thích, người ta rất thích vậy, và bản thân Su Su cũng đã từng gặp 2-3 lần như vậy. Đó là có những bạn nữ biết mình là gay nhưng mà vẫn thích, vẫn rất yêu và nhắn tin nhiều lắm, nhắn tin nói là giống như vẫn là chấp nhận luôn, vẫn chấp nhận cho mình có những quan hệ bên ngoài, nhưng mà bản thân mình thì mình không bao giờ mình không bao giờ làm cái chuyện đó được. Sao ngộ ta? Mọi người hiểu không? Gay á cực kỳ hấp dẫn phụ nữ. Thôi, tìm đâu ra một người, cái thứ nhất là gu thẩm mỹ tốt. Đúng. Biết yêu thương chiều chuộng, ga lăng nha, cực kỳ ga lăng gay coi vậy chứ. Nhẹ nhàng. Đúng rồi, tâm lý nữa. Tìm đâu ra một người đàn ông rất vậy? Rất là hiểu tâm thơm tho, sạch sẽ, đúng không? Rất đúng đẹp quá. Nữa. Bao giờ mà một bạn gay á theo Vin đánh giá là không phải là đánh toàn bộ, nhưng mà đa phần phần lớn là đều mã bề ngoài đẹp hơn trai thẳng. Chăm chút bản thân. Đúng, chăm chút bản thân hơn, gu thẩm mỹ cực kỳ tốt luôn và cực kỳ chiều phụ nữ đó. Nếu mà những cái bạn bánh bèo mà có bạn thân là gay á thì sẽ hiểu được cái những gì mà Vin đang nói. Chưa chắc gì đã chơi một bạn thẳng và bạn đó hiểu mình được chưa một bạn gay đâu. Nên gay là lúc nào cũng sẽ hấp dẫn phụ nữ, đặc biệt là gay tâm kính. Lý lắm. Gây kín nữa, gây kín mà còn ác hơn nữa, thà là lộ nha. Còn mà dạng tốt á, mà còn kín kín một chút nữa là thôi, phụ nữ rồi chết đứa đừ. Nên trong cái trường hợp này là có thể là do bạn nữ này bạn cũng đã phát sinh tình cảm với cái người bạn thân của mình. Mà đó là một tình cảm thật luôn. Mà đôi khi nó muốn sanh con luôn. Đó. Để con như đó luôn. Có mà, có hả? Có nhiều. Nếu muốn sanh con thì cái người gay á phải chấp nhận. Người gay chấp nhận là có vấn đề có con hết. Còn nấu ăn ngon nữa chứ. Trời ơi, nhiều lắm. Thật sạch sẽ thơm tho nè, tươm tất là chảy chuốt nè. Rồi đặc biệt là am hiểu tâm lý phụ nữ. Đúng tâm rồi. Lý lắm luôn. Biết. Đúng rồi. Chỉ cần thấy mặt con bạn buồn thôi. Biết trời anh sao vậy? Đúng rồi, mà nói ra cái gì là đúng cái đó không à. Nói vậy là an ủi, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng. Đúng rồi. Mà đặc biệt con gái là thích ngọt. Đúng rồi, nhưng mà đang nói là những bạn mà cứng một tí nha nha. Chứ còn mà mấy cái hội chị em chị thì em bạn gì nó khác rồi. Chị em thì chị em tính rồi. Thì giống như là cái người này bánh bèo là thích người này là tốt luôn. Đó thấy chưa, tốt đó, đó. Tâm lý nữa. Giống như là như là đàn ông vậy đó. Đúng rồi, mà chơi với nhau là khoảng chục năm rồi. Đó. Cho nên là hiểu kỹ hơn. Nhiều nữa. Khi là cái người này họ chưa có chồng đến mức độ 40 tuổi rồi mà chưa có chồng là do là người ta nuôi cái tình cảm với bạn gay đó. Người ta không có mở lòng được với một người con trai khác. Tại vì nó khập khiễng liền. Trừ khi là gặp một bạn nam mà cũng tương tự nhưng mà người ta thẳng. Tại vì đúng là cũng có vậy, không phải là mình nói chung chung hết. Rõ ràng là cũng có những bạn trai thẳng, gu thẩm mỹ tốt, biết nấu ăn, biết yêu chiều phụ nữ cũng có, phải là không? Thì chưa gặp được cái đối tượng đó, cảm thấy là bạn này trong mắt mình hoàn hảo quá. Có thể là không gặp luôn. Không, nói chứ cũng có nha. Mình nói vậy rồi cũng không công bằng với những bạn nam thẳng. Có nhưng mà ít đúng không? Đúng. Hiếm lắm. Mà hên xui hết. Rồi xin cảm ơn bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian ra và đến với Bí mật cầu vồng.